Quý khán giả thân mến, đến xứ Cù Lao Tân Lộc, bốn bề sông nước thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, du khách được tham quan những ngôi nhà cổ độc đáo, thưởng thức món ăn, trái cây đặc sản và đặc biệt không thể bỏ lỡ vườn dừa Tân Lộc mát lành, độc đáo xứ Cù Lao. Gần 20 năm nay, để có được những cây dừa xanh tốt, rợp bóng mát cho trái ngọt lành, phục vụ du khách quanh năm, lão nông chủ vườn đã kỳ công chăm sóc và có những bí quyết thú vị nào? Mời quý khán giả cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây. Không giấu bí quyết, thể có khách đến tham quan cần tìm hiểu kinh nghiệm trồng dừa là ông Lâm chia sẻ. Khoảng 20 năm trước, nơi đây trồng mận, giá cả lên xuống thất thường. Gia đình ông chuyển sang trồng dừa đến nay. Đặc biệt, cô chú có một cái kinh nghiệm mà trong quá trình mà chăm sóc dừa thì cô chú có khoét những cái lỗ ở dưới gốc. Và định kỳ thì cô chú bỏ muối hộp của mình vô đó. Thì cô chú cho biết là với kinh nghiệm làm như vậy là cái dừa nó sẽ không có bị đuông. Và hầu như là cô chú là không có xịt thuốc bảo vệ thực vật. Mình uống được cái trái dừa là coi như nó thật sự là nó sạch và nó an toàn. Rồi được chưa, ăn hết thắng dây à? Ông Lâm cho biết khoảng 4 năm đầu trồng vườn dừa này, cả nhà ông phải chịu thất thu để chăm sóc tốt vườn dừa, tránh hao hụt cho cây tươi tốt ra trái quanh năm. Cứ định kỳ là ông leo lên rửa dừa, bỏ hết những ủ kiến, trái hư, tàu khô cho cây dừa sạch sẽ. Định kỳ bón phân hữu cơ, đảm bảo dinh dưỡng cho cây. Bị hồi đó trồng trong mặn, rồi nó núp trong mặn nó không tốt. Rồi mới đốn mặn ra, nó mới tốt, nó mới có lưỡi mèo quả trái. Là thời gian đầu trồng thì 3 năm đến 3 năm rưỡi, không có thu hoạch gì hết. Mỗi ngày mình cực cái công chăm sóc thì tưới. Sáng mình tưới bằng cái gào, rồi chiều cũng còn tưới bằng cái gào. Khu vườn dừa rộng 1 hecta có khoảng 500 cây dừa, gồm dừa sim, dừa dứa, dừa ta được ông Lâm trồng đến giờ. Bao nhiêu công sức tâm huyết, ông Lâm và vợ đặt hết vào vườn dừa. Cây nào mình thấy nó sai ý thì mình lên dọn. Nước thì mình bờ bao mình giữ, thí dụ như mưa nước nhiều mình giật nước ra. Còn thôi mình thay đổi nước vậy thôi chứ nước đường nước nó thoải mái. Mà đang đi mệt mà thưởng thức được một trái dừa, vừa ngon, vừa sạch để mà giữ được cái này đó là tốn công rất là lớn. Với cái chăm sóc đó là coi như một cái người chủ vườn cái tâm huyết á là mới giữ được một cái vườn dừa như hiện nay bây giờ. Mỗi tháng trung bình ông hái hơn 2.000 trái dừa bán tại vườn và bán lẻ cho khách. Tùy thời điểm, tùy giống dừa sẽ có giá dao động từ 12.000 đến 25.000 đồng một trái. Hiện nay trung bình mỗi ngày vườn dừa đón khoảng 100 khách tham quan không thu phí vào cổng. Vườn dừa cho gia đình ông Lâm kinh tế ổn định. Nhờ sự kỳ công tâm huyết của gia đình ông mà vườn dừa đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn thu hút du khách khi đến Cù Lao bốn bề sông nước.